Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách làm một cái móc để phơi đồ mà được làm từ những cái chai nhựa. Những cái thứ cần thiết của chúng ta là ba cái chai nhựa là đủ nha các bạn. Một cái cây dao để hồi chúng ta sẽ cắt cái chai, một cây đinh để một hồi chúng ta sẽ đục cái lỗ ở trên cái nắp chai, một cái cây kéo để cắt cái dây này. Rồi, bây giờ mình vô luôn nha các bạn. Rồi, đầu tiên nha các bạn sẽ cắt cái phần đít của cái chai nhựa này nha. Các bạn cắt hai chai. Rồi, các bạn sử dụng cái cây dao mũi nhọn nha để các bạn cắt cho nó dễ. Rồi xong rồi nè các bạn, xong một chai rồi nè. Cắt cái phần đít bỏ nha. Rồi chúng ta cắt cái chai thứ hai. Cũng cắt tương tự như vậy nha các bạn. Rồi, chúng ta đã cắt hai chai, cắt đít của hai chai. Rồi đối với cái chai thứ ba các bạn, thì các bạn sẽ cắt cái chúng ta lấy cái phần nửa phần giữa này thôi, để cái phần này chúng ta sẽ nối vào hai cái phần chai còn lại để chúng ta được cái móc nó dài thì chúng ta mới phơi đồ được. Thì bây giờ đối với chai thứ ba này thì chúng ta sẽ cắt hai đầu này nha. Rồi một đầu rồi đó các bạn, giờ chúng ta sẽ cắt cái đầu còn lại nè. Rồi đây các bạn, thì bây giờ các bạn sẽ làm như sau, tức là các bạn sẽ nối hai cái chai này vào cái đoạn giữa này nè, à các bạn, đó vậy nha. Rồi thì cái nối này thì đơn giản thôi các bạn. Các bạn cứ bóp bóp nương nương cái chai nè. Để các bạn mà đưa đưa cái phần mà nối của chúng ta. Đó. Các bạn cứ đẩy sâu vào. Đó. Rồi, cái phần còn lại thì các bạn cũng nối vào luôn. Các bạn nương nương cái chai nè, thì các bạn đẩy vào thôi. Rồi đó các bạn. Rồi đây thì như vậy là chúng ta đã coi như gần hoàn thiện rồi đó các bạn nè. Mình xây qua một lượt cho các bạn coi đó. Thì đối với hai phần này sẽ được nối bằng một cái phần guột chai thứ ba hồi nãy, thì đây các bạn thấy không, chắc chắn lắm nha các bạn. Rồi thì mấy cái nắp này các bạn dặn cứng lại, các bạn dặn cứng lại. Rồi bước tiếp theo các bạn ơi, thì đối với cái phần chai còn lại có cái nắp nè. Đó, thì các bạn giục cái phần cổ này, các bạn lấy phần nắp thôi. Các bạn dùng một cái cây đinh. Các bạn thui một cái lỗ ở giữa này. Nha, thì các bạn chỉ cần kiếm cục đá các bạn đóng nhẹ qua thì nó sẽ lủng qua thôi. Thì một xíu mình sẽ luồn cái cọng dây qua đây. Đây các bạn, thì các bạn kiếm một cái cục đá nhỏ hoặc cái khúc cây nhỏ thôi, các bạn sẽ đóng vào cho nó lủng cái nắp này. Rồi bây giờ các bạn rút cái đinh bỏ nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt cái sợi dây. Rồi các bạn cắt cái sợi dây tầm khoảng 4 tấc nha các bạn. Đây. Thì các bạn sẽ trước tiên sẽ xông qua cái lỗ này. Thì một hồi cái nắp này có tác dụng gì thì một hồi mình sẽ chỉ các bạn nha. Mình sẽ nối thêm. Rồi một đầu thì các bạn sẽ nối vào đây. Đây nối vào cái khắc của cái chai nhựa này các bạn. Các bạn thấy không? Rồi các bạn siết lại. Rồi đó. Rồi. Rồi cái một đầu còn lại thì các bạn sẽ tiếp tục buộc vào cái khắc còn lại ở cái đầu chai kia. Rồi chúng ta sẽ cắt ra.
Rồi các bạn cũng siết lại ha. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ là cái móc phơi đồ của chúng ta thì cơ bản đã hoàn thành rồi nè các bạn. Đây mình sẽ quay từ trên dưới cho các bạn coi. Đây nha các bạn, đây là móc phơi đồ nha. Đó. Rồi đây các bạn, thì các bạn sau khi mà đã làm hoàn thành rồi nè, thì các bạn sẽ căn chỉnh cọng dây hai bên để cho cái phần chai của chúng ta nè nó cân bằng. Xong rồi các bạn dùng một động tác nhẹ là các bạn buộc lại để cho nó đừng có chạy cái sợi dây nha. Đây các bạn sẽ buộc lại. Rồi rồi các bạn thấy không, buộc vậy thì cái nắp chai của chúng ta nó sẽ không có chạy sâu xuống, nó cũng chạy trong cái phạm vi của cái mà chúng ta buộc thôi. Rồi nè các bạn, rồi thì cái nắp chai có tác dụng như sau. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần mình máng qua cái nắp này để có tác dụng gì nha. Rồi các bạn hình dung thì cái này y như là cái cây sào phơi đồ của chúng ta vậy đó, cái sào phơi đồ á. Xong nè, thì các bạn sau khi mà đã máng đồ lên trên cái móc này rồi, móc chúng ta tự chế rồi, thì cái phần này nè các bạn sẽ vòng qua đó, các bạn gài vô nó các bạn, để chúng ta mà khi mà phơi lên cái sào ngang á thì nó sẽ không có chạy cái móc, và nó là có cái nắp này là để nó cố định, nó giữ lại nè. Nè các bạn thấy không? Rồi nó vậy đó, thì tác dụng của cái nắp này là mình chế thêm là như vậy đó. Đó các bạn thấy không, vì là phơi đồ là phải ru luôn, không có sử dụng bất kỳ một cái đồ sắt nhọn hay dây chì dây sắt gì hết, thì chúng ta hoàn toàn chế từ cái chai nhựa. Rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ móc cái đồ lên phơi cho các bạn xem nha, thử như thế nào nha. Đây thì bây giờ mình sẽ thử phơi một cái quần lên nha. Mình có một tay nên các bạn thông cảm nha. Cái móc bên kia. Rồi. Đây các bạn thấy nha. Rồi đây. Rồi. Rồi chúc các bạn thành công.